Chị ơi, chị coi lại đi chứ, cái đó không phải em. Ai làm chứng cho anh hả? Cái vết này ít gì cũng 4 triệu đó. Đền đi, thì đi đâu thì đi. Không phải em mà, em thấy cái xe chưa đóng cửa, em đứng em canh giùm thôi, em sợ mất đồ chứ em có ý gì đâu. Nè, bớt giả làm người tốt đi. Anh không làm thì ai làm chứ? Chị chỉ gì? Đền tiền nhanh đi. Mà mẹ em nó nằm bệnh viện, em còn không có tiền nữa, giờ tiền đâu mà em đền? Đó là chuyện của anh. Bây giờ không đền đúng không? Báo công an đi. Anh không để lại tiền á thì đừng có hòng mà đi. Ôi, tao thấy vết xước này cũng cũ rồi mà. Hai cô tính lừa người ta. Nè, ông đầu trọc kia, ông đâu ra vậy? Nhìn đi bộ như ông, biết gì về xe mà nói chứ. Này, hay là muốn đền giùm người ta? 4 triệu thôi mà đúng không? Cầm đi. Mà cô có chắc đó là vết xước mới không? Thì mới xước chứ đâu, vừa bị xong. Ok, tiền đây cầm đi. À khoan, hai cô làm xước xe của tôi rồi á, đền đi. Cái gì? Xe ông á hả? Nhìn ông vậy mà cũng có xe nữa hả? Ráng thì có xe đi, rồi chị em tôi làm xước, xong rồi đền tiền cho. Nghèo á thì bớt làm lố lại giùm. Alo Đức à? Dạ em đây anh. Xe của anh em cho ai mượn mà bây giờ xước hết rồi này. Chết rồi, anh coi hết bao nhiêu để em gửi tiền cho anh nha. Anh thấy cái này là tầm khoảng 10 triệu đấy em. Dạ, để em nói hai bạn đưa nhanh lên nhé. Để xin lỗi anh. Ok. Hai cô nghe rõ chưa? Bây giờ mỗi cô nợ tôi 3 triệu. Dạ em cảm ơn anh. Không có anh chắc em biết làm sao luôn á. Sếp chắc bây giờ cũng trễ đúng không? Với là lúc nãy giờ tôi đã giúp cậu giải vây. Bây giờ tôi lấy một cái món hàng của cậu ok chứ? Dạ, dạ không sao anh. Anh cứ lấy thoải mái. Bạn nhé, 我的本色英雄，双臂只要一条心。